Welcome to Lan TV channel and meet Mr. Thanh Xuân, author of 5 books written with deep thoughts and care. Especially, he gave on money from the book sales to orphans with love. Chào mừng quý vị đến với kênh Lan TV. Xin mời cả nhà cùng tham gia buổi giới thiệu tập sách Dựa phổ phù hoa. Đứa con tinh thần thứ 5 của nhà văn Thanh Xuân, người cần cù viết sách, chia sẻ những câu chữ thấm đậm tình người, viết cốt để cho đi cả vốn lẫn lời, góp nhặt yêu thương, tặng trẻ mồ côi. Dựa phổ phù hoa, có một gã khờ, còng lưng viết sách và làm thơ, cả vốn lẫn lời đem cho hết, mua lấy nụ cười của trẻ thơ. Xin mời, xin chào, hello. Hôm nay chúng ta lại hồi ngộ tại quán Sếp để chào mừng một đứa con thứ 5 của ông Ròm Bùi Thanh Xuân, cho quá dung nhan của cha và con. Một đứa con lần này rất là đẹp gái. Đó, và quả thật đúng là một đứa con. Đây là tiểu thư nhà Thanh Xuân. Tiểu thư. Chào tiểu thư. Yên cầm để đối chiếu thử coi. Rồi, ok, thank you. Rồi, rất dễ thương. Còn đây là Sầm Nam thôi chứ phải không Đức. Dạ, dạ. Thôi thì là Đà Nẵng hết. Rồi, rồi. Phủ là bàn chứ. Nhưng mà bàn, còn đây là chị. Dạ, rồi. Nhà văn phủ. Lâu ngày không gặp. Dựa phổ phù hoa có một gã khờ, còng lưng viết sách và làm thơ, cả vốn lẫn lời đem cho hết, mua lấy nụ cười của trẻ thơ. Rất dễ thương, ai cũng dễ thương. Mà đặc biệt là nàng Thang Thang. Đó. Rồi mang bán kính vô để cho thầy rõ mình dễ thương như thế nào hả? Rồi, ok. Đó. Ra để mà mình đặt tâm huyết của mình ra, cái là những cảm nhận ở trong giáo hội của mình đó, viết cuốn sách và những cái sức lao động của mình đó, của Xuân đó là chỉ để tặng lại cho các những người của con. Đại khái là có bốn cái lời luôn, mình cũng giữ. Mà cũng thường thì nhà tài trợ để Xuân viết sách đó, để xuất bản sách ở đây. Nhà tài trợ rất trẻ và xinh đẹp. Nhưng mà đợt này thì có một cái chị đó mình chưa không biết cũng là bạn Facebook thôi, mà chị đó là chưa bao giờ tương tác với mình lần nào ấy. Thì tìm hiểu ra thì chị có tài trợ về 1.000 đô để trong đợt này thì mình xuất bản cuốn sách này. Và hình như đây là cái lãng hoa của chị ấy gửi về tặng. Nên là hôm nay là tôi rất là vui vì là ít mà người đến biết, nhưng mà tôi rất vui là được các anh chị em để được cái xuân ký tặng của tôi muốn sách tặng cho từng người. Xin cảm ơn. Vậy cái lúc chị nói thì có thể là các anh chị như là các cô Hồng Đức này thắc mắc trong những câu chuyện của Xuân biết là nhân vật chính ở trong chuyện đó là ai, thì bây giờ cứ hỏi Xuân sẵn sàng trả lời từng câu. Những cái câu chuyện ngắn á, không thể đi học lên thì đã trả lời rồi. Tất cả gần như hầu hết những chuyện ngắn mà chị biết ra là cái gì đi cũng đều có liên quan đến chuyện này. Thế cũng có những cái chuyện không có, gần như hầu hết đều liên quan tới rồi. Nhưng mà mình không chân không nói là nhân vật chính là cái gì, những cái có hay sai ha, trong cơ sở. Thank you.
Cậu bé bán hoa. Thằng bé ngồi gần lề đường, trước mặt chiếc giỏ nhựa có nhiều bó hoa tươi. Ngày mai 8 tháng 3, ngày tôn vinh phụ nữ, nó trông bán cho quý ông được nhiều hoa. Khi có ai đó thương tình ghé vào, mặt nó tươi như những đóa hoa trước mặt nó. Ông đứng từ xa nhìn, lúc không có khách, mặt nó buồn hiu. Ông suy diễn ra tâm trạng của nó lúc đó và viết: Mẹ, hai ngày qua hoa con bán gần hết rồi, chỉ còn lại ít thôi. Chắc ba phù hộ cho con. Chiều nay bị mấy chú đuổi, không cho bạn dưới phố, nên con dạt về ngồi bên vỉa hè này. Người qua lại thì đông, nhưng phụ nữ chẳng mấy ai ghé lại mua hoa của con. Hình như họ ra phố chỉ để vui chơi ngày lễ. Nhưng con thấy trên tay mấy cô cầm hoa, chắc họ đã mua đâu đó hay được mấy chủ tặng rồi. Ngồi bán hoa cũng không mệt nhọc lắm. Vui mẹ ạ, à, có mấy chủ mua xong, cầm tay mấy cô tặng hoa. Nói chuyện nghe là lạ, con thấy mấy cô cười, má đỏ hồng. Lúc tối có hai bà khó tính đến hỏi mua rồi bỏ đi. Con chưa bán được nhẫn nào, thôi thì nhìn người qua lại cũng vui vậy. Mẹ à, hôm qua có một chủ mua hoa, tặng cho con một nhẫn, bảo con đem về tặng mẹ, còn cho con tiền nữa. Có người tốt mẹ à. Con sẽ cố gắng bán hết hoa để về với em. Lúc chiều con có hứa mua cho em ổ bánh mì, có thịt gà chan với nước sốt. Giờ này chắc em đã ngủ rồi, con không mua bánh mì nữa. Sáng mai sẽ dẫn em đi ăn bún, rồi đưa em đi học. Mẹ, khuya rồi không còn ai mua hoa nữa đâu, mai đã hết ngày chi đó. Thôi, con mang hết về cắm vào bình, để trên bàn, tặng cho mẹ nhé. Con hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em, mà mẹ cũng hứa rồi đó. Tháng sau nhớ về với anh em con, mẹ nhé. Em nói nhớ mẹ, con cũng nhớ mẹ. Mẹ đi miết, anh em con biết ở với ai? Ngủ đi em. Đêm gió mùa giáp Tết, bên cạnh chờ hoa, con chỉ khoảng 12 tuổi, ôm đứa em trai 4 tuổi vào lòng, sưởi ấm trên vỉa hè. Trước mặt nó, cái mũ vải rách tươm, vài tờ bạc lẻ chồng chéo lên nhau. Con chỉ ngồi bệt dưới nền gạch, lắc lư hai chân. Thằng nhỏ mở mắt nhìn lên trời, cười khúc khích. Phố đông người qua lại, họ mặc những chiếc áo ấm dày, nhiều màu đẹp. Họ đi mua sắm, chuẩn bị Tết. Những đứa bé cỡ tuổi đứa chị lúc thúc bên cạnh người lớn. Chúng nó cầm tay những đồ chơi bằng nhựa, đèn xanh đỏ chớp nháy. Con bé nhìn theo, thèm thuồng. Thằng em vặn người trên hai chân chị, ngước cổ nhìn con thỏ đồ chơi đang nhảy trên hè phố. Em muốn có con thỏ. Nhiều tiền lắm, mà mình thì đâu có nhiều tiền. Em thích. Khi nào chị lớn, đi làm việc có nhiều tiền, chị mua cho nhé. Dạ. Ngủ đi em, gối đầu vào ngực, chị ủ ấm cho em. Ngoan chị thương, chị hát ru em nhé. Con bé hát ru em bài hát, chị mình nó hiểu.
mẹ bỏ đi nên chị em mình khổ. Ngủ đi em, chắc mai sớm mẹ về. Chị đừng ru nữa, mẹ không có về đâu. Em không ngủ à? Chắc chị hát dở quá. Thôi, không hát nữa. Để chị kể chuyện cổ tích cho em nghe. Ngày xưa có một ông tiên. Chị quên mất rồi, sao lạ quá ta. Làm gì có ông tiên nào cho mình. Thôi em ngủ đi chị thương. Đi tìm mẹ đi chị. Mẹ chưa về đâu, mai sớm mẹ mới về. Em muốn đi tìm mẹ. Ngủ đi em, rồi chị cõng em đi tìm mẹ. Mai chị lớn, chị đi lấy chồng. Em ở với ai? Bài hát từ nó nghĩ ra không ai bày. Nước mắt con chị rơi trên vai thằng em. Phố ngày giáp Tết vẫn đông, người vẫn cứ lướt qua. Hai đứa bé mồ côi. Lời vĩnh biệt của con chim sẻ. Tôi bay khắp nơi, tôi học liễu lo, bay từ cây này sang cây khác. Từ mái nhà cao, tôi lường xa xuống thấp, nhảy nhót trên mái hiên, trên những khu vườn, và tôi tự do. Hạnh phúc của tôi là bắt được những con sâu trong vườn hoa, nhặt thức ăn người ta rơi vãi trên đường. Tự do của tôi là bầu trời trong xanh, bóng mát và gió thổi phất phơ những chiếc lông nâu. Đêm tôi về trên ngọn cây, bóng đêm bảo vệ gia đình tôi tránh khỏi tai ương. Cứ thế ngày qua ngày yên bình, tôi tin mọi thứ trên đời. Tôi tin và yêu thương cả loài người to lớn dưới kia, một loài động vật tuyệt đỉnh, thông minh và nhân ái. Tôi đã tin cho đến khi mạng lưới úp chụp trên thân thể bé xíu của mình. Bầu trời không còn màu xanh, chỉ có màu xám xám thu nhỏ lại. Tôi tin đến khi bị nhốt trong lồng tre rồng 6 tấc cùng với nhiều anh em đồng loại tôi. Tôi không hót liễu lo nữa, tôi khóc. Tiếng khóc ai oán của tôi loài người không hiểu. Tôi kiệt sức, biết mình sẽ chết, cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi đổi và khác, tôi nhớ cha mẹ, anh chị em mình, nhớ lắm. Rằm tháng 7, tôi theo người đàn ông đến sân chùa. Họ đặt chiếc lồng nhốt chúng tôi trên thềm tam cấp dưới chân Phật Quan Âm. Tiếng xì xào mua bán, người đàn ông trao chiếc lồng nhốt chúng tôi cho một người đàn bà sang trọng. Tôi nghĩ mình sắp được giải thoát, tôi mừng rỡ nhảy nhót tung cảnh bên trong chiếc lồng. Người đàn bà mở cửa lồng cho tôi bay ra. Chân tôi không thể nhảy được, tung đôi cánh, tôi cố bay thật nhanh, nhưng tôi đã kiệt sức. Đôi cánh không thể đưa tôi bay cao, tôi cố nhiều lắm. Đôi chân tôi đạp xuống trên mái cong ngôi chùa. Tôi ngã sấp, rơi xuống, vỗ cánh thêm lần nữa. Tôi rơi nhanh xuống phía sau bức tường nhiều khói hương. Bất động, tôi biết mình sắp chết. Có người bắt tôi nhốt trong lòng, có người thả tôi ra, phóng sinh tôi, có người tước đoạt tự do và bắt tôi phải chết.
chân tôi không nhảy được nữa, đôi cánh tôi không bay được nữa, mắt tôi không nhìn thấy nữa, tôi sắp chết. Có người, đừng khóc cho tôi, hãy khóc cho người. Trội cùng, khi buồn không có việc gì để làm, ta đứng lặng lẽ góc tường hoặc tựa gốc cây, hoặc có lúc thơ thẩn ta nằm nhìn sao trời hay mây bay. Ta biết thân phận mình chẳng cao sang quyền quý, cũng chẳng có ước mơ nào bùng cháy. Ta chẳng xinh đẹp như hoa hồng, nhưng ta cũng xuất thân từ một loài cao sang nào đó ở miền quê xa lắc, trên sườn đồi hay trong rừng núi âm u, rồi sinh ra từ những bàn tay chai sàn, những tài hoa được nâng niu vỗ về, rồi ta lưu lạc khắp nơi, từ làng quê đến phố thị. Người người cần ta, nhà nhà phải có ta, từ nhà công quyền, villa, biệt thự cho đến nhà tranh vách đất, đâu đâu cũng có ta. Ta nhận lãnh sứ mệnh vinh quang là mang cái đẹp đến cho loài người, nhiệt liệt quét sạch những rác rưởi xã hội. Ta lang thang khắp nơi và ta thấu hiểu thể thái nhân tình. Ta giao lưu gặp gỡ nhiều người, từ giàu sang đến nghèo khổ, từ quan xuống tới dân, từ đàn bà con gái tới đàn ông con trai, từ xe tăng thiết giáp, máy bay cho tới xe kẹo xe bò. Có người thương, người ghét, có người nâng niu vuốt ve, nhưng cũng có người hất hủi chà đạp. Có người lợi dụng thân thể ta để làm đau người khác, người đau bảo ta độc ác. Ta thích những cơn mưa, mưa giúp ta đỡ nhọc nhằn, mưa trôi đi những rác rưởi, làm sạch phố phường. Nhưng ta không ưa những cơn cuồng phong bão tố. Bão giông có lời cho nhiều người, nhưng mang tai ương đến cho nhiều người khác. Loài người có tốt xấu, thích ôm về nhiều thứ rồi vứt đi nhiều thứ, họ vứt vào thân phận ta. Ta nhọc nhằn nhưng không âu lo, vì ta an phận và biết trách nhiệm cao cả của mình. Ta chỉ có tiến lên, chứ nhất định không lùi bước. Ta cũng từng có một thời son trẻ xinh đẹp, cũng như loài người trẻ trung rồi già đi, nhăn nheo run rẩy như gà nuốt dây thun. Và ta trở thành rác, loài người lại vứt bỏ ta, bọn trẻ đồng loài quét sạch ta như quét một thứ rác rưởi bỏ đi. Nhưng cũng có người từ tâm không vô ơn, để vinh danh ghi ơn ta, họ âu yếm gọi ta là đồ cái chổi cùng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã xem xong video. Xin chúc cả nhà luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc vạn sự cát tường như ý. Thank you very much for your kind attention. All the best wishes to you and your family. See you in the next video. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Xin tạm biệt. Bye bye.